Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã dừng phát hành thẻ ATM từ và thay bằng thẻ ATM có gắn chip. Như vậy, tất cả khách hàng làm thẻ ATM mới tại các ngân hàng sẽ được cấp thẻ có gắn chip. Ngoài ra, các ngân hàng cũng khuyến khích khách hàng đang sử dụng thẻ ATM từ chuyển đổi sang dùng thẻ có gắn chip. Việc chuyển đổi thẻ ATM từ sang thẻ chip đã và đang được thực hiện miễn phí tại nhiều ngân hàng trên toàn quốc. Thẻ chip có khả năng lưu trữ và mã hóa thông tin với độ bảo mật cao. Khi thực hiện thanh toán, thẻ chip sẽ tạo ra một mã giao dịch độc nhất và không bao giờ lặp lại, giúp giảm nguy cơ gian lận, giả mạo. Trong khi đó, thẻ từ là thẻ có giải băng từ phía sau thẻ. Dữ liệu trên thẻ từ được lưu trữ cố định trên giải từ. Vì vậy, dễ dẫn đến rủi ro bị đánh cắp thông tin thẻ và gian lận giao dịch. Do đó, việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip nội địa sẽ góp phần nâng cao tính an toàn, bảo mật và tăng tốc độ thực hiện giao dịch. Theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2021, sẽ có 100% thẻ ngân hàng và các thiết bị chấp nhận thẻ tại Việt Nam phải được chuyển đổi sang tiêu chuẩn thẻ chip.